Nếu như mà bạn cảm thấy bạn rất là hay cô đơn, lạc lõng ở trong một cái nhóm, một cái tập thể nào đó, bạn cảm thấy không có ai thân thiết, không có ai giúp đỡ bạn, hoặc bạn cảm thấy những mối quan hệ của bạn nó không tốt đẹp, nó không sâu sắc, thì bạn cần phải xem video này nhé. Mình có một ông bạn mà ngày xưa mình không ưa ông này tí nào cả. Bởi vì ngày xưa khi mình thấy ông này, ông rất là hay nổ, cho nên là mình không thích mấy cái thằng nổ. Nhưng mà khi ông này ông ấy lên một cái nhóm, một cái tập thể của mình, ông ấy rất là hay mời anh em đi ăn. Đấy, cứ gặp anh em cái là chào, ngồi nói chuyện rồi mời anh em đi ăn và ông ấy trả tiền. Xong là khi mà anh em gặp khó khăn, cần phải vay tiền, cần phải giúp đỡ này kia, thì ông rất là hào phóng cho anh em vay tiền, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia. Và mình để ý ông này được rất là nhiều anh em yêu quý, và chính bản thân mình, đến khi mà ông giúp đỡ mình rồi thì mình cũng không thể đỡ được cái tình cảm của ông ấy, không đỡ được cái sự nhiệt tình, không đỡ được cái lòng tốt của ông ấy. Và dần dần thì mình cũng thích người này. Và mình thấy rằng thực ra ông hay nổ bởi vì cái thói quen nói như thế thôi, chứ còn sau này ông ấy làm được những cái điều ông hay nổ, và ông ấy nổ cũng chả hại gì ai cả. Và cái điều quan trọng mình thấy được rất là rõ ràng cái sự hào phóng, cái sự tốt bụng của người ta với những người xung quanh. Và đến đây thì mình thấy một cái bài học nó rất là rõ ràng, đó là những cái người mà người ta luôn suy nghĩ cho người khác, người ta rất hay giúp đỡ người khác, người ta rất hay lo cho người khác, chia sẻ những cái tiền bạc vật chất của mình với người khác, là những người này người ta rất có rất là nhiều bạn bè, có những người rất là thân thiết và có rất là nhiều người giúp đỡ người này. Và mình công nhận là trong cuộc đời ông bạn của mình, thì khi ngày xưa ông đi làm ở tập đoàn này, là tập đoàn kia, thì ông cũng được rất là nhiều sếp giúp đỡ, được sếp nâng cấp lên rất là nhanh, và có thể nói là trong tất cả những người mà lên cấp thì ông này là lên cấp nhanh nhất. Và khi ông ra ngoài xã hội, ông làm kinh doanh, ngay tại những thời điểm khó khăn thì ông được rất nhiều bạn bè giúp đỡ và kiếm được rất nhiều tiền, bởi vì có rất là nhiều mối quan hệ để có thể giúp đỡ ông ấy. Và ông ấy rất là khác so với những người xung quanh. Cho nên nếu như chúng ta cảm thấy chúng ta cô đơn, chúng ta lạc lõng, chúng ta chẳng có ai giúp mình cả, chúng ta chẳng có ai thân thiết, mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp, thì đôi khi chúng ta cần phải xem lại chính mình, là mình đã nghĩ cho người khác chưa, hay mình luôn chỉ nghĩ cho mình luôn nghĩ là không có ai giúp mình, không có ai đến nói chuyện với mình, không có ai tâm sự mình, không có ai hỗ trợ mình cả, không có ai thân thiết mình cả. Sao mình không nghĩ rằng ngoài kia có nhiều người, người ta cũng đang như thế, mình không đến mình giúp họ, mình chủ động nói chuyện với họ, bắt chuyện với họ, chủ động giúp đỡ họ, chủ động nói chuyện như này, nói chuyện như này kia. Và mình luôn có một cái câu mình nhớ rất là kỹ, đó là cái câu cái khoảng cách giữa họ và bạn thì bằng cái khoảng cách giữa bạn và họ. Bạn càng gần họ bao nhiêu thì họ cần, thì họ càng gần mình bấy nhiêu. Đấy, cái điều quan trọng là mình phải nhớ như thế. Cho nên là hãy nhớ luôn luôn là mình cứ tốt với người khác bằng hai thứ. Thứ nhất là lời nói, thứ hai đó là hành động. Và hai điều này cứ làm đi làm lại trong một thời gian dài thì tự khắc mọi người đổ hết. Ví dụ như này nha. Bây giờ bạn muốn chơi thân với một người bạn nào đấy đi, thì chỉ đơn giản như này. Cứ 2 tuần bạn lại rủ cái người bạn đấy đi ăn, hoặc đi cà phê, hoặc đi xem phim, và bạn là người trả tiền. Và trong cuộc sống thì thi thoảng bạn thấy một cái cuốn sách gì đấy hay, bạn thấy cái thông tin gì đấy cần thiết và nó tốt cho người bạn của mình, nó đúng cái thứ người bạn mình cần, thì hãy gửi cho nó, hãy tặng cho nó, được chưa? Và thi thoảng qua nhà nó chơi, lắng nghe tâm sự của nó, hai đứa nói chuyện với nó, đôi khi là ngủ lại nhà nó và tâm sự với nhau, nói chuyện với nhau. Và cứ thế qua một thời gian khoảng tầm 1, 2, 3 tháng là thân nhau hết thôi mà. Bạn cứ thử làm mà xem, cực kỳ hiệu quả, rất hiệu quả. Đấy, hoặc là gì, bạn muốn tán một cô gái nào đó thì nó cũng tương tự như vậy, bằng hai thứ, lời nói và hành động. Ví dụ như kiểu mình thấy một cô gái, cô ấy bị ho, đấy, cô bị ốm, thì như là đàn ông ấy không phải nói gì cả, đừng có hỏi là như kiểu anh mua thuốc cho em nhé. Đương nhiên họ sẽ không nói, họ không nói là anh mua thuốc cho em đi, họ không bao giờ nói như thế. Họ bảo là ui thôi không cần đâu này thế kia. Còn mình là đàn ông không phải hỏi gì cả, không phải nói gì cả, mua luôn, ra hiệu thuốc mua luôn, gửi cho cô ấy bảo em uống đi cho nó đỡ ốm, và cô ấy sẽ rất cảm động video đó. Đúng không? Và khi mà cô ấy buồn thì thi thoảng rủ cô ấy đi ăn, rủ cô ấy đi xem phim. Và đương nhiên bạn phải là người trả tiền, đúng không? Nếu như cô ấy buồn, cần một người tâm sự, thì hãy ngồi lắng nghe cô ấy, nghe cô ấy chia sẻ, động viên này cái kia, đúng không? Nhà cô ấy thi thoảng có cái này hỏng, có cái máy tính hỏng, có cái xe đạp hỏng, có cái ống nước bị hỏng chẳng hạn, thì qua nhà sửa cho cô ấy. Cứ làm liên tục hai thứ, lời nói và hành động, một thời gian là đủ hết thôi mà. Nhưng bạn cần phải hiểu là lời nói và hành động là nó phải có cái gì đấy, nó phải tốt đẹp và nó phải mang cái tính đàn ông, chứ nó không phải là những cái lời nói và hành động nó mang tính bị lụy, quy lụy người ta, kiểu lúc nào cũng phải theo đuôi thế này thế kia, phải rất là đàn ông, nó giống kiểu hành động mua thuốc ấy. Thì qua một thời gian là cô nào cũng đổ hết rồi. Hoặc là bạn muốn cái mối quan hệ giữa bố mẹ và bạn nó trở nên tốt đẹp hơn, nó trở nên khăng khít hơn, và bố mẹ bạn sẽ nghe lời bạn nói hơn, thì chỉ đơn giản cũng dùng hai thứ, lời nói và hành động. Ví dụ như này, mẹ mình nấu ăn chẳng hạn, thì nhảy xuống nói chuyện với mẹ rằng là mẹ cần con giúp gì hay không, hoặc là ăn xong
bảo mẹ cứ ngồi yên đấy để con dọn dẹp, mình con đi rửa bát thế này thế kia, thì ai chẳng ấm lòng. Còn nếu như bạn ở xa thì thi thoảng gọi điện, chủ động gọi điện hỏi thăm, quan tâm đến bố mẹ, và lúc nào về thì có thể dùng cái tiền mà bạn kiếm được mời bố mẹ đi ăn, được chưa? Và nếu như bố mẹ bạn cần giúp đỡ một cái điều gì đó, bố mẹ cần một cái điều gì đó, thì hãy chủ động giúp đỡ bố mẹ. Hoặc là bạn có sẵn một cái khoản tiền tiết kiệm để có thể gửi về cho bố mẹ thường xuyên, thì dần dần là bố mẹ bạn nghe bạn, bố mẹ bạn thấy bạn là một người có hành động, một người có lời nói, một người thực sự là trưởng thành. Thì khi mà tất cả những người mà mình vừa ví dụ họ nhận những cái lòng tốt của bạn quá nhiều, đều đặn và liên tục trong một thời gian dài, thì họ sẽ có một cái món nợ đối với bạn, đó là món nợ ân tình. Tức là họ cảm thấy họ nợ bạn một cái điều gì đó, cho nên cái lúc đấy bạn thuyết phục họ một điều gì đấy nó rất là dễ, và họ sẽ phải tự chủ động chơi với bạn. Và đấy chính là cái cảm giác của mình khi mà mình chơi với ông bạn của mình. Cái ông bạn của mình lúc sau mình thấy ông rất là tốt như vậy, thì mình lại muốn chơi với ông ấy và mình rất là thân thiết với ông ấy, thì cách làm cũng tương tự như vậy thôi. Mình biết là sẽ kiểu gì cũng có người comment kiểu như là: ôi anh ơi, em tốt lắm rồi, tốt thế này thế kia, nhưng mà người ta cứ đối xử tệ với em, người ta cứ ích kỷ với em, người ta thế này, người ta thế kia. Thì hãy nghe câu chuyện này. Có một vị thiền sư thấy một con bọ cạp nó rơi xuống nước, thế là ông ta mới cứu con bọ cạp lên bờ. Thì ngay tại thời điểm mà cứu con bọ cạp đấy, thì con bọ cạp nó chích vào tay vị thiền sư này. Và ông ấy tỏ ra không hề sợ hãi gì cả, không hề bực mình, ông ấy vẫn rất là bình thường. Ông ấy bước đi được 1-2 bước thì thấy con bọ cạp nó lại rơi xuống nước. Ông ấy vẫn cứu con bọ cạp lên bờ, lên một cái chỗ nó chắc chắn hơn. Và thời điểm này thì con bọ cạp nó lại chích vào tay vị thiền sư này một lần nữa. Thì vị thiền sư thấy thế vẫn bình thường, không hề tỏ ra bực tức hay bất kỳ một điều gì cả. Thì một cái người, người ta đứng đấy, người ta nhìn thấy thế, người ta mới bảo là tại sao cái con bọ cạp nó vô ơn, nó bạc bẽo thế này thế kia mà ngài vẫn cứu nó. Thế thì vị thiền sư mới trả lời là: cái việc mà nó chích người ấy là bản tính của nó, còn cái việc cứu nó là bản tính của ta. Cho nên là các bạn nếu như mà kêu rằng là mình tốt rồi thế này thế kia mà người ta không đáp trả tốt với mình, thì đấy là một cái lòng tốt, nó đầy cái sự mong cầu, nó đầy cái sự đền đáp của người khác. Đấy thực sự không phải là tốt, mà thực ra các bạn vẫn rất là ích kỷ. Mình tốt bởi vì là người ta phải tốt với mình cho nên mình mới tốt, chứ không phải là cái bản tính của mình là tốt. Còn những cái người mà người ta tốt thực sự ấy, người ta chỉ cần là cái người kia ấy, người ta vui, người ta được tốt trở lên hay như nào đấy, sống cuộc sống tốt hơn, thì người ta đã cảm thấy vui rồi. Và ngay tại thời điểm khi người ta giúp cho người khác một cái điều gì đấy, người ta cho người khác một điều gì đấy, là trong lòng họ đã cảm thấy cái lòng tôn trọng trong chính bản thân họ tăng lên, thì điều đấy đã khiến họ hạnh phúc, chứ họ cũng chưa cần phải nhận bất kỳ một cái đền đáp nào tại ở cái thời điểm đấy. Và những người đấy thì đương nhiên thi thoảng trong cuộc đời họ, họ cũng sẽ gặp những cái người ích kỷ, họ cũng sẽ gặp những cái người mà người ta nhận cái ơn của mình nhưng người ta vẫn đối xử rất là tệ, nhưng người ta không vì thế mà người ta thay đổi cái bản tính của người ta, người ta không vì thế mà người ta dừng lại cái đức tính tốt của họ, họ vẫn tiếp tục tốt. Và mình thấy những cái người xung quanh của mình họ vẫn tiếp tục tốt với rất là nhiều người, thì trong 10 người họ tốt thì có thể 1-2 người ích kỷ, nhưng vẫn có 8 người người ta biết điều và người ta quay trở lại, người ta giúp đỡ những cái người đã thực sự cho đi. Và những cái người cho đi càng ngày cuộc sống của họ càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, họ có nhiều mối quan hệ hơn, họ có thêm tiền bạc, họ có thêm này thêm kia, mối quan hệ của họ trở nên sâu sắc và họ được rất là nhiều người giúp đỡ. Vì thế hãy nhớ luôn luôn là chủ động tiến tới gần người khác, hãy luôn luôn nhớ cái câu mở miệng là như này này: em có thể giúp được gì cho anh có thể giúp được gì cho em có thể giúp được gì cho chị, con có thể giúp đỡ được gì cho bố mẹ. Luôn luôn là em có thể giúp được gì cho người khác, mình luôn luôn chỉ cần là giúp đỡ người khác, còn việc người ta có giúp lại mình hay không nó đừng quá quan trọng cái chuyện đó, bởi vì nó là quy luật của tự nhiên rồi. Quy luật tự nhiên là khi bạn cho đi kiểu gì bạn cũng nhận được, còn nếu như bạn cứ cố mà phải nhận được cơ thì phải nhận được ngay cơ, tôi phải thấy ngay cơ thì tôi mới làm, thì đấy bạn chưa phải là một người tốt thực sự. Vì thế hãy tập cho bạn cái thói quen là luôn luôn chủ động hỏi thăm, quan tâm, giúp đỡ những người khác bằng lời nói và hành động. Hãy nhớ cái điều này nhé.